Tiếp tục đến với nội dung phim Tu Tiên, trước giờ thi đấu, các trưởng lão tập trung lại bàn bạc. Lão gia Thương Tùng đạo nhân của Long Thủ Phong cho rằng ma giáo luyện huyết đường bây giờ không gượng dậy nổi, thế lực suy yếu, vốn không đủ gây sợ. Điểm Bất Dịch nhanh chóng trọng máy, xem ra đối với tình hình của ma giáo, ông ta rõ như lòng bàn tay. Một lão già khóc bổ sung, vạn bức cổ quật ở chỗ không tang sơn, người thường tiến vào sẽ chết chắc. 800 năm trước, nơi đó từng là hang ổ của ma giáo luyện huyết đường, bây giờ tuy rằng suy thoái vậy nhưng vẫn còn nguy cơ trùng trùng. Thương Tùng ngắt lời, nếu đã như vậy, không bằng cứ ở yên giữ nhờ. Mục đích của hội võ lần này là để tự cường mới là kế sách lâu dài của Thành Vân. Trừ môn đồng tình với quan điểm của Thương Tùng, vậy nhưng trừ ma về đào lại càng là bổn phận. Ý của lão là nhờ dị động của ma giáo đoàn kết với phần Hưởng Cốc và Thiên Âm Tự. Qua đó mời bọn họ phái ra đệ tử viện thù hợp tác. Dù tình hình thế nào thì với Thành Vân phái mà nói cũng coi như một cơ hội. Điểm Bất Dịch lập tức hiểu ý của trường môn. Ông ta là muốn mượn thời điểm hội võ thất mạch. Sau đó định cho 4 đệ tử vào 4 hạng đầu tới vạn bức cổ quật dò xét tình hình. Người chiến thắng lần này cũng sẽ trở thành lực lượng trung kiên của Thành Vân phái. Vì kế sách tương lai, rèn luyện nhiều hơn là việc bắt buộc. Nhận ra không có ai ý kiến, trường môn liền quyết định như vậy. Về phía Trương Tiểu Phàm, nhìn cậu ta liên tục đuổi theo con khỉ tiểu hồi, đại sư huynh phải lên tiếng nhắc nhở, tới luận võ vẫn còn dẫn chơi là không ổn. Nghiêm túc là như vậy, nhưng sau khi gặp mặt Văn Mẫn sư tỷ thì trong lòng lại rối bời. Tên sư đệ bên cạnh nhanh chóng xen vào trêu đùa. Từ cuộc thi lớn lần trước, đại sư huynh lúc nào cũng nhớ sư tỷ cả đấy. Gã ta nghe vậy liền phủ nhận, mấy nữ nhân bên kia cũng tranh thủ trêu đùa một phen, sau đó bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của đệ tử Long Thủ Phòng. Tất cả sự chú ý đều đặt lên người bọn họ, nhất mạch Long Thủ Phòng quả nhiên ngồi đồng thế mạnh. Dẫn đầu là tên sư huynh Tề Hậu, nhìn thấy Điền Linh Nhi, hắn ta liền đi qua chào hỏi. Điền Linh Nhi ngại ngùng đáp lời, Văn Mẫn sư tỷ cũng lên tiếng nói chuyện. Thoạt nghe lời đối thoại như rất khách khí, vậy nhưng bên trong lại giống như đang đấu khẩu với nhau. Văn Mẫn sư tỷ ngỏ ý dẫn nàng ta đến làm quen với các tỷ muội trong tiểu trúc phòng. Ngay khi hai người rời đi, Lâm Kình Vũ cũng chạy ra nói chuyện với Tiểu Phàm. Trong thời gian đó, con khi tiểu hồ đã chạy đi quấy phá, kết quả là bị truy đuổi phải chạy về cậy thế Tiểu Phàm. Tên kia thấy vậy liền tới hỏi thăm, dựa theo lời hắn nói, tiểu hồ là tam nhãn linh hầu, dị thú chưa thuần, chưa từng có chuyện tam nhãn linh hầu bị thuần hóa. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc Tiểu Phàm đã làm cách nào. Tiểu Phàm lập tức thắc mắc thân phận của tiểu hồ, hắn ta nghe vậy liền cho biết, tam nhãn linh hầu là linh thú thế gian hiếm thấy đó, bây giờ nó còn chưa mở mắt nên không khác gì khỉ hoàng. Rất nhanh sau đó, tiếng trống khai mạc cũng bắt đầu, các vị đạo nhân ngồi lên trên cao quan sát. Phía bên dưới là từng tốp đệ tử tiến vào xếp hàng, trưởng môn đầu Huyền Chân Nhân đứng trên phát biểu. Trong thời gian đó, tên thư sinh kia lại một mực chú ý tới tiểu hồi, sau một hồi do nó bỏ chạy, hắn ta cũng quay sang giới thiệu bản thân. Hắn là Tằng Thư Thư, đệ tử Phong Hồi Phòng, năm đó mẫu thân hắn định đặt tên là Tằng Anh Hùng. Vậy nhưng phụ thân lại một mực thích sách, vậy nên đổi tên hắn thành Thư Thư. Bây giờ gặp người khác đều phải giải thích một lượt, thành trò cười cả đời rồi. Nói tới đây, lễ tế kiếm cũng bắt đầu, các đệ tử được chọn đồng loạt lao lên không trung biểu diễn chiêu hồi ra vô số thanh kiếm. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, đồng thời hâm mộ. Điều cậu không chú ý tới là cây gậy đeo ở hồng đột nhiên lại có phản ứng kỳ lạ, giống như đang bài xích đối địch. Con rồng linh tôn cảm nhận được gì đó nên lập tức xuất hiện, định lao xuống bên dưới. Nếu thực sự có chuyện này xảy ra, có lẽ sẽ có nhiều đệ tử bị thương, cho nên trường môn nhanh chóng đứng ra ngăn cản. Lão gia Thương Tùng đứng lên trên phát biểu, vì cổ vũ đệ tử, siêng năng học hỏi, nỗ lực phấn đấu nên cuộc thi lần này còn có phần thưởng đặc thù cho người đứng đầu, đó chính là lục hợp kính. Lục hợp kính này chính là một cái gương, nó chính là pháp bảo tổ sư đời thứ 10 Thanh Vân Môn, vô phương tử chân nhân truyền xuống. Uy lực cực kỳ lớn, chỉ cần linh lực đủ mạnh thì có thể phản xạ tất cả mọi công kích. Bởi vì nhân số tỷ thí, vậy nên sẽ tiến hành theo thứ tự là từ số 1 đấu với số 64, số 2 đấu với số 63, cứ như vậy mà tính. Từ điều này tới xem, việc sắp xếp trận cặp cũng tùy thuộc vào độ may rủi, phụ thuộc vào việc bốc trúng đối thủ khó hay dễ. Nghi thức rút thăm rất nhanh liền bắt đầu. Các thí sinh tham gia nhanh chóng lao lên bốc thăm, mỗi người sẽ lấy một viên cầu có ghi số thứ tự. Trương Tiểu Phàm tiện tay nhặt lấy viên cầu rơi gần đó, không ngờ bên trong lại là số 1. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may. Bởi vì không có đối thủ số 64 để xếp cặp nên cậu được trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Điểm Bất Dịch nghe vậy liền đập tay xuống ghế vui mừng, hành động thể hiện cảm xúc này có phần lố lăng rồi, cho nên lão nhanh chóng ngồi lại xuống ghế. Cứ như vậy, Trương Tiểu Phàm là người đầu tiên thông qua vòng hai. Ngay sau đó, trận thi đấu liền bắt đầu, từng cặp đôi lần lượt lên sân. Những người có danh tiếng và thực lực mạnh như Tề Hậu, Lâm Kình Vũ, vị đại sư huynh, Lục sư huynh hay Tằng Thư Thư đều dễ dàng vượt qua. Cuối cùng cũng đến lượt Điền Linh Nhi. Đối thủ mà nàng ta gặp là thần thiên đấu của Triều Dương Phòng. Được biết, tên thần thiên đấu ở hội võ lần trước từng liên tiếp đánh bại hai vị cao thủ.
Vậy nhưng dù là như vậy thì Điền Linh Nhi vẫn vô cùng tự tin. Hai người vừa chào hỏi xong thì tên kia đã động thủ trước, hắn tự gọi cách đánh lén này là chiếm tiên cơ. Điền Linh Nhi nhanh chóng lao lên, vậy nhưng cũng lập tức bị đối thủ điều khiển vô số tảng đá nhốt lại một chỗ. Điều này làm cho Tề Hạo và Trương Tiểu Phàm vô cùng lo lắng. Đúng lúc tưởng như kết cục của nàng ta sẽ bại thì cây gậy phía sau lưng Tiểu Phàm bộc phát ra một chút khí tức, trợ giúp Linh Nhi thoát khỏi khống chế. Qua đó lật ngược thế cờ, giành lấy chiến thắng. Nàng ta nhanh chóng tiến về phía Tiểu Phàm khoe khoang. Đúng lúc đó, Lục Tuyết Kỳ cũng ra sân, cả đám nghe thấy tên liền nhanh chóng tiến lại quan sát, cơ hồ là mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng ta. Không ngờ đối thủ mà nàng gặp lại là tên Phương Siêu của Long Thủ Phòng. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!